Cái chữ tùy duyên nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là không nắm bắt những nhân duyên đã đi qua rồi, không luyến tiếc. Nghĩa thứ hai là nắm bắt những nhân duyên đang có mặt trong giây phút của hiện tại, tôn trọng và giữ gìn. Ý nghĩa thứ ba là những nhân duyên nào mà nó chưa tới đó thì đừng có ngồi đó chờ đợi và hy vọng. Vậy thì cái chính đó là phải nắm bắt những nhân duyên trong hiện tại. Khi mà mình nắm bắt những nhân duyên trong hiện tại, mình sống sâu sắc trong giây phút của hiện tại, nghĩa là mình đã cắt đứt được quá khứ và tương lai. Đức Phật nói hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Hãy nhìn sâu vào giây phút này đi. Hãy sống đàng hoàng tử tế trong giây phút này. Hãy sống với cái đạo đức nhất có thể.